Rồi, xin chào các bạn. Chào các bạn là yêu thích cây, những cây hoa rẻ. Thì Tuấn có một cái cộng đồng được Tuấn tạo ra, đó là hội những người yêu hoa rẻ ba miền. Thì bạn quan tâm những cây hoa rẻ thì có vào cái cộng đồng này nhé. Đấy, mình để đường link bên dưới. Thì hôm nay làm một cái video cũng trả lời các bạn, những bạn yêu và quan tâm những cây hoa rẻ. Thì có cái câu hỏi như thế này, làm có hỏi Tuấn là làm thế nào để cây hoa rẻ nó có hoa, sai hoa hoặc là ra hoa vào cái tầm tháng 9, tháng 10 này. Thì cái cách mình có 3 cái lưu ý để cho các bạn quan sát để ý thì cái cây hoa rẻ nó sẽ có hoa. Cái lưu ý đầu tiên ý, một cái kiên quyết ở đây, đó là cây hoa rẻ nó rất là ưa nắng. Các bạn cần phải di chuyển cái cây hoa rẻ ra ngoài chỗ nhiều nắng các bạn nhé, nhiều nắng. Đây là cái quy tắc rất là quy tắc bất di bất dịch luôn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì bản chất của cây hoa rẻ là nó sống ở các cái vùng đồi, vùng núi cao. Đấy. Cho nên là các bạn cứ trồng nó nằm ở dưới cái bóng im cây quá, hoặc là các cái lưới tre ấy, thì nó vẫn có hoa. Nhưng mà cái vòng đời rồi là cái chu kỳ của nó bị ngắn đi. Đấy. Thì lời khuyên cho các bạn là hãy để nơi mà nó có nhiều ánh nắng và gió tự nhiên, để cho nó coi như là nó giống ở trong cái môi trường tự nhiên của nó. Đấy là yếu tố thứ một. Yếu tố thứ hai ở đây là các bạn giúp cho mình là gì? Khi các bạn trồng cây ra nắng ấy, thì do là cây nó rất là phàm ăn, phàm uống, một ngày các bạn tưới 2 lần, cộng với việc các bạn sử dụng phân hữu cơ. Cái phân mình khuyên các bạn nên dùng là cái phân hữu cơ của Nhật Bản. Mình để ở phần màn hình. Cái này mình bón cho rất là nhiều loại cây. Thì cái thứ nhất, đặc điểm của loại này nó là phân dạng bán tan chậm. Cái thứ hai là các bạn nếu mà bón quá, lỡ tay nhiều, bón nhiều quá thì không sợ cây nó sót rễ, nó không chết. Đấy, thì cây phân hóa học thì các bạn không thể làm điều này được. Đấy, cái thứ hai. Và cái thứ ba là các bạn vặt lá hoặc là bấm cành đúng thời điểm. Tôi lấy ví dụ như thế này, nếu các bạn trồng nó ở trong cái vùng bóng râm ấy, mà các bạn thu cành, tôi lấy ví dụ các bạn bấm ngọn hoặc thu cành, thì hoa nó sẽ bị thay đổi chu kỳ và nó sẽ ra ít hơn. Đấy, thì nếu các bạn muốn, các bạn trồng ở ngoài nắng như thế này thì các bạn có thể bấm thu cành, bấm vào và đúng cái thời điểm thì hoa nó lại ra một lần nữa các bạn ạ. Ví dụ như cây này thì mình không bấm, mình bấm nó cách đây khoảng cả một năm trời rồi, nhưng mà ngày hôm nay nó lại ra các cái nụ ở trên đầu, nó ra nụ rồi này, ra nụ. Cho nên là có 3 cái lưu ý thì như vậy thôi, để các bạn thấy rằng là trồng chăm sóc cây rẻ nên đơn giản. Đấy, thì lưu ý các bạn cái phương pháp này, chúng ta trồng cây ở trên chậu thì nó có 3 cái lưu ý thôi để cây nó có hoa và thay đổi các cấu trúc sinh học. Và nếu mà cái cây nó ra rẻ mà nó ra mùa hè ấy, thì các bạn phải chấp nhận thế này, mùa hè thì nó không thể đượm mùi bằng các cái mùa dịu mùa như tháng 8 này hoặc là tháng 4 hàng năm. Khí hậu nó càng, độ ẩm càng cao thì cái mùi hương càng mạnh. Đấy, thế còn ví dụ hôm nào mà nắng quá to thì tất nhiên nó bị phân tán vào trong không khí. Tinh dầu của bông hoa rẻ nó vẫn tiết ra, nhưng mà trên thực tế là nó không đọng lại ở cái môi trường thấp, chúng ta không ngửi được. Nó bị phân rã ra ngoài ở không khí rất là nhanh. Cho nên là chúng ta, nhiều bạn thắc mắc là trồng cây, nhà em trồng cây chẳng thấy mùi thơm cả. Hoa rẻ thì hầu hết là thơm, nhưng có cái là nó thơm vào thời điểm nào trong ngày thôi. Ưu tiên số 1 ở đây là nó thơm bắt đầu từ 4:30 cho đến 8 giờ sáng. Nó rất là thơm, nhất là lúc chúng ta đi làm. Cái thứ hai là chiều tối từ khoảng 16 giờ cho đến 19 giờ nó vô cùng thơm, nhưng với một điều kiện nhiệt độ là độ ẩm nó đủ cao, đủ nhiều, nó thơm lắm các bạn. Thì đấy, các bạn chú ý điều này nhé. Đấy, thì nó có vài đặc điểm như vậy thôi, cả nhà cần chú ý. Kể cả cây to lẫn cây nhỏ, muốn có hoa thì các bạn cứ sử dụng phương pháp đấy. Hay nữa là cái thời điểm mà các bạn cắt nước nó đúng thời điểm. Ví dụ như cây mà nó sinh trưởng mạnh quá thì các bạn cần phải cho hạn chế nước, ít nước, ăn ít nước để cho cái cây nó gằn lại. Nó cằn lại như vậy thì nó sẽ kích thích đầu cành. Đây cả nhà.
hoa nó toàn ra đầu cành là nhiều. Thì có phải là mỗi một lần các bạn bấm đầu cành, ví dụ như cây này thì mình bấm đầu cành đầu sâu trong thân, khi nó dài ra thì bắt đầu nó hoa đây. Đó. Mặc dù đây là tháng hết tháng 9 đến nơi rồi, tháng 10 rồi, bạn hình ạ, hoa rất là nhiều. Rồi, xin cảm ơn cả nhà.